Không thì các bạn chú ý lên bảng trước. Trong cái trang web của mình. Đây, CMS. Các bạn sẽ có cái trang của chúng ta ở đây. cms.poly.edu.vn. Và đường link thầy gửi trên Zalo đó. Và khi các bạn vào cái trang này đó, thì khi mà đăng nhập rồi thì nó sẽ có cái email của mình ở đây. Còn nếu không thì giai đoạn ban đầu các bạn sẽ thấy cái trang nó như thế này. Đó, mình vào CMS thì nó có rất là nhiều môn học. Nhưng mà nếu cái môn đó chúng ta chưa được phân công học tập thì chúng ta vào nó không có cho. Ví dụ lập trình xi thăng 6, ví dụ vậy. Mình lấy chụp vô đây. Thì cái khóa học này chưa có sử dụng được ha. Đó. Hoặc kể cả lúc mà mình send đúng cái mail của mình thì nó sẽ tắt hết tất cả mọi cái lớp khác, chỉ còn lại mỗi cái lớp mà mình được phân công học tập thôi. Và lúc này các bạn chọn send. Như vậy khi mà chúng ta sign in ở chỗ này, nếu là bạn vô lần đầu thì chúng ta chọn forgot password, quên, nhập email của mình vô, nhập email và bấm reset my password. Thì khi bạn bấm reset my password thì bên email của mình á, bên email của cái FPT nè, sẽ nhận được một cái mail và trong đó nó có một cái đường link để mình reset pass. Sau khi reset pass xong thì quay trở lại cửa sổ này. Mình chọn sign in. Thì bạn gõ username và pass vô. Hoặc là bạn log in with FPT Education. Và bạn nếu như bên này bạn chưa đăng nhập tài khoản vô thì bạn sử dụng tài khoản khác và đăng nhập với tài khoản của mình. Mới reset pass xong. Đó. Như vậy là chúng ta đã đăng nhập được hệ thống ở đây. Sau khi bạn đăng nhập được hệ thống rồi thì nó sẽ cho mình một cái môn học. Cho mình một môn học và chúng ta sẽ chọn cái môn là tin học. Tin học Phone 22. Môn của mình là tin học Phone 22. Được chưa? View Core. Trong phần này, lúc đầu vô thì các bạn sẽ thấy là hướng dẫn. Có rất nhiều cái hướng dẫn. Hướng dẫn dành cho sinh viên. Hướng dẫn dành cho giảng viên, hướng dẫn dành cho sinh viên. Vậy sinh viên làm với hệ thống này như thế nào? Thì ở trong này đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái trang CMS để học tập. Này hướng dẫn dành cho giảng viên thì các bạn có thể không cần xem. Syllabus giống như là một cái đề cương môn học đó bạn. Là mình học những gì, kiểm tra cái gì, làm sao để bắt môn. Được chưa? Như vậy thì đây là cũng như là môn học đầu tiên của chúng ta. Thì hy vọng là các bạn sẽ vẫn còn năng lượng rất là lớn. Các bạn còn được cái tinh thần rất là cao khi các bạn chọn vô trường của chúng ta. Và chúng ta hoàn thành những môn của học kỳ đầu làm sao một cách đơn giản nhất để mình lấy được tự tin mình học tiếp. Chứ nếu như học kỳ đầu mà các bạn gặp khó khăn thì qua những kỳ sau các bạn sẽ nản. Được chưa nào? Sorry thầy. Alo. Alo nghe. À, tí nữa mình gọi lại cho anh.
Rồi như vậy thì các bạn thấy là khi các bạn vào được cái trang web này, các bạn cũng thấy được cái syllabus này luôn. Đó, như vậy trong cái syllabus này sẽ cho biết là chúng ta học về kiến thức Word, tìm hiểu lịch sử phát triển máy tính, thao tác trên Windows, lưu trữ tài nguyên, kiến thức về soạn thảo văn bản và xử lý dữ liệu, tức là Word, Excel. Được không? Rồi, như vậy đối với lại cái ngành của mình hôm trước thì các bạn có nhận được cái mail của thầy không? Đúng chưa? Rồi các bạn nhìn lại trong cái mail của thầy gửi các bạn. Trong mỗi cái mail có thông tin cá nhân không? Và cái mail đó thầy gửi cho bao nhiêu người trong cùng một mail với các bạn? Một mình đúng không? Cái mail đó thì gửi cho mỗi bạn một mail riêng. Được không nào? Như vậy thầy dạy 5 lớp, mỗi lớp 40 bạn, 4 năm 20, 200 cái mail. Phải không? Vậy thì 200 cái mail này thầy rảnh để thầy gõ từng tên, thầy gửi từng bạn không? Không. Vậy chúng ta làm gì? Dũng chọn mail, tức là mail mail mệt. Như vậy thì đối với lại cái bài của chúng ta ở trong cái phần Word, người ta cho các bạn một cái bài tập, nhưng mà tiêu chí của thầy thì sẽ làm một cái bài giống như thầy đã từng gửi mail cho các bạn. Tức là chúng ta sẽ soạn thảo được một cái văn bản. Cái văn bản đó của các bạn có thể là một cái thiệp mời, có thể là một cái thư ngỏ, có thể là một cái chương trình đào tạo, hoặc là cái gì đó mà các bạn sẽ nghĩ ra. Sau này ngành nghề của mình đi làm, mình sẽ sử dụng cái tài liệu tương tự như vậy mình gửi cho khách hàng. Và mình xây dựng một cái cơ sở dữ liệu khách hàng khoảng cỡ 10 người. Được chưa nào? Thì có thể các bạn sẽ sử dụng mail của nhau trong nội bộ lớp của chúng ta. Hoặc là các bạn sử dụng mail của người thân hoặc của khách hàng của các bạn. Và trong đó có mail của thầy. Để các bạn gửi được cái mail ở dạng mail mẹt đến cho thầy. Như vậy, khi mà chúng ta đã tạo được một cái cấu trúc như vậy thì chúng ta đã xong cái phần phần Word. Đơn giản không? Cũng không có quá khó đâu nếu mà mình chịu làm. Được không nào? Và đối với lại Excel thì chúng ta cũng đã học ở cấp 3 rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ lướt nhanh thôi. Thì xem thử là công thức nào các bạn ok thì chúng ta làm bài tập. Công thức nào mà các bạn thấy chưa ổn thì chúng ta trao đổi thêm. Và chúng ta có tổng cộng là 12 buổi lên lớp. Buổi đầu tiên có thể chúng ta sẽ làm quen với hệ thống. Nếu còn giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào. Còn không thì chúng ta làm quen hệ thống. Buổi cuối cùng là ôn tập. Vậy còn 10 buổi thì chúng ta sử dụng cho Word khoảng 4 buổi thôi. Nếu nhanh thì chúng ta rút còn 3. Còn lại thì chúng ta sử dụng các buổi còn lại cho Excel. Bởi vì với ngành của các bạn thì sau này các bạn dùng Excel khá là nhiều đấy. Ngành logistics. Đúng không nào? Chúng ta sử dụng Excel để mà tổng hợp, để mà thống kê, để lên báo cáo. Nếu như các bạn có phần mềm thì khá là tốt. Còn nếu không có phần mềm thì chúng ta cũng có thể dùng Excel để mà quản lý công việc của chúng ta. Quản lý khách hàng, quản lý doanh thu, quản lý rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể sử dụng đến. Như vậy, đối với các bạn ngành nghề của chúng ta thì Word với Excel là cũng khá là quan trọng. Các bạn có thể làm văn bản, các bạn có thể là gửi mail cho khách hàng, các bạn có thể là gửi mail đến các cảng, các bạn có thể là liên hệ với lại các nhà cung cấp dịch vụ khác để mà lấy dịch vụ về xử lý cho khách hàng của mình. Đúng không nào? Khi mà các bạn đăng ký ngành này, các bạn có hình dung được nghiệp vụ của mình làm sẽ là gì không? Giao hàng cao cấp hả? Thực ra mình không giao hàng các bạn. Nghe thì có vẻ vậy nhưng mà mình không phải là người giao hàng. Mình là người kết nối.
mình là người kết nối ha, thông qua logistics là để kết nối tất cả các đơn vị lại với nhau và người ta chạy trên cái process của mình, chứ mình không phải là người thực thi. Ví dụ là khách hàng gửi hàng từ Sài Gòn đi Hà Nội đúng không? Trước đây thì khách hàng phải tự liên hệ hết tất cả, tự liên hệ xe, tự liên hệ tàu, kể cả đóng gói. Nếu mà đóng gói bình thường thì không có gì, nhưng mà giả sử bạn chuyển một cái máy đi, một cái máy rất là lớn, hoặc là bạn chuyển một lô 200 cái bàn giống như cái bàn chúng ta đang ngồi từ đây đi Hà Nội, đơn giản ha, từ đây đi châu Âu đi, mình xuất khẩu cái lô hàng này đi châu Âu. Vậy trước đây nếu như bạn muốn đi châu Âu thì cái hàng hóa của bạn phải được kiểm định có được phép xuất khẩu hay không. Còn bây giờ nếu như có công ty logistics thì cái công ty mà sản xuất á gần như không cần quan tâm, chỉ cần liên hệ với các bạn, đây là những nhà logistics sau này. Như vậy liên hệ với các bạn, à thầy Bình cần xuất lô hàng 200 cái bàn này đi châu Âu, bởi vì thầy làm việc trên mail với khách hàng bên châu Âu rồi, và thầy cũng chẳng biết cái ông bên đó là ông nào, chỉ có liên hệ qua mail thôi, địa chỉ của ông nhiều khi cũng không biết luôn, mà bên đó chịu mua cái bàn của thầy. Như vậy nhiệm vụ của bạn là lấy mẫu này đi kiểm định của Việt Nam, kiểm định của châu Âu. Bạn làm gì đó, bạn có được cái bản kiểm định đem về và khẳng định rằng bàn của thầy Bình xuất được. Thì trước đây công ty của thầy phải tự làm việc đó, còn bây giờ có các bạn là các bạn những người chuyên làm việc đó, thì các bạn biết là phải liên hệ với ai để lấy được kiểm định. Các bạn phải liên hệ được với cảng của Việt Nam như thế nào, cảng bên châu Âu là nhập ở đâu, nhập Đông Âu hay nhập Bắc Âu hay nhập ở nước nào là phù hợp. Bởi vì các bạn chuyên về lĩnh vực đó thì các bạn nắm hết trong lòng bàn tay. Và cứ cái hàng của thầy Bình xuất đi về bàn ghế, về nội thất thì liên hệ với các cái đường đi nước bước đó. Thì các bạn chuyên nghiệp thì các bạn làm sẽ rất là nhanh. Còn nếu mà công ty của thầy tự làm hết thì cũng được. Trước đây thì một số công ty cũng xuất hàng nhưng mà chưa có logistics thì người ta vẫn làm, chứ đâu phải là không làm đâu. Đấy, như vậy nhiệm vụ của bạn là kết nối tất cả những cái dịch vụ lại, làm sao là xuất được cái hàng từ điểm A đến điểm B. Đó là nhiệm vụ của logistics. Cho nên việc mà các bạn liên hệ với khách hàng, liên hệ với các công ty đối tác rất nhiều, ngành của các bạn là liên hệ rất nhiều. Các bạn gửi mail thì các bạn phải soạn thảo văn bản. Mình soạn thảo văn bản sao mà nó phải dễ nhìn, đúng không? Ví dụ như cái mail của thầy gửi cho các bạn, thầy soạn rất nhanh, không biết rằng là nó có đẹp hay không, nhưng mà đối với các bạn nó có ấn tượng không, đúng không? Bởi vì các bạn mới học năm nhất thôi, nhưng mà với những bạn sinh viên học kỳ 5, thầy dạy những bạn sinh viên học kỳ 5 và lần này thầy mới dạy, còn mấy kỳ trước thầy không dạy. Thì nói đây là lần đầu tiên mà em nhận được một cái mail giảng viên gửi mời tham gia lớp học mà giống như mail của thầy. Bởi vì trước đây giảng viên chỉ gửi vài dòng là xong, cũng nội dung chừng đó thôi, cũng là thầy nào phụ trách môn nào, vào đường link này, vào đường link kia, và chỉ vài cái gạch đầu dòng, thế là hết cái mail. Nhưng mà đối với mail của thầy thì nó khác. Như vậy thầy hy vọng thì đối với các bạn cũng làm được việc đó. Và những việc này nó không khó, quan trọng là các bạn có muốn làm hay không thôi. Như vậy khi mà khách hàng nhận được cái mail của bạn mà nó cũng có một chút xíu ấn tượng tốt, thì lúc đó các bạn làm việc với khách hàng cũng khá là đơn giản. Như vậy thì với những cái mail mà thầy đã gửi cho các bạn, hộp thư đã gửi ha, thì mail ở đây rất rất nhiều, à, không thể đếm hết được. Bởi vì cứ mỗi block là có hàng vài trăm sinh viên thầy phụ trách. Cho nên là không còn cách nào khác là chúng ta sẽ sử dụng hệ thống mail hẹp để chúng ta gửi đi. Đấy, thì hy vọng là với cái thời lượng không nhiều, nhưng mà thầy sẽ cố gắng truyền tải cho các bạn được càng nhiều càng tốt. Và quan trọng là các bạn có muốn vô hay không thôi. Nếu các bạn muốn học thì thầy mới truyền được, còn nếu mà các bạn không muốn học thì muốn làm gì cũng khó. Đối với lại môn học này thì
thì chúng ta cần phải thực hiện một số cái yêu cầu trong syllabus là chúng ta xem qua. Ở đây điểm ở cuối kỳ chúng ta sẽ có 8 bài học online. Và bài học online của chúng ta thì cứ mỗi bài nó có một cái phần trắc nghiệm 15 câu. Và nhiệm vụ của các bạn phải pass được bài trắc nghiệm này và pass được hết 8 bài. Điểm mà để pass là nhiêu biết không? Mấy trên 10? 10 trên 10. Điểm mà để pass các bài quiz này là phải 10 trên 10. Và được một cái may mắn là gì? Được một cái sự may mắn là các bạn có thể làm N lần. Đến khi nào pass thì thôi. Và đây là kết quả thầy đã minh chứng, thầy đã làm xong rồi. Thầy mà không pass là các bạn đâu có nói được các bạn, đúng không? Thầy cũng đã làm rồi, pass được 8 bài quiz. 8 bài quiz và một bài test final. Bài test này 60 câu cũng phải pass 100% và cũng làm N lần. Cứ làm đi, các bạn sẽ thấy có kinh nghiệm để các bạn biết làm sao để mà pass tốt nhất. Làm sao để pass tốt nhất. Bởi vì khi mà chúng ta vào một bài, ví dụ bài đầu tiên tổng quan về công nghệ thông tin, thì nó sẽ lướt qua những bài học. Các bạn bấm vô bài học. Và trong phần bài học này nó có video để các bạn xem và các bạn học. Như vậy 4 buổi mà thầy gặp các bạn thì thầy không dạy lý thuyết, bởi vì lý thuyết có trên này rồi. Thầy chỉ trao đổi với các bạn về bài tập thôi và đưa ra một số cái yêu cầu thực tế. Ví dụ như mình làm văn bản này, mình làm cái mẫu kia, thư mời nọ, thì mình sử dụng Word như thế nào. Còn phần lý thuyết thì các bạn học trên CMS giúp thầy. Và sau khi mà các bạn học ở đây thì các bạn cứ nét tiếp để các bạn học ha. Và đến cuối cùng của một bài thì nó có một cái bài kiểm tra trắc nghiệm, là bài quiz trắc nghiệm cuối cùng. Đó, như vậy chúng ta sẽ học qua video này. Và đến bài cuối cùng thì nó sẽ có một bài trắc nghiệm và các bạn sẽ có kinh nghiệm làm bài. Có kinh nghiệm làm bài. Rồi, thầy chỉ nói các bạn rằng là khi mà các bạn làm bài thì các bạn làm được N lần mà. Đâu có sợ sai đâu. Đây, ví dụ như bài số 1, khi nào chúng ta học xong thì nó đến cái phần làm bài trắc nghiệm. Bây giờ thầy đã làm được 10 rồi thì thầy không có submit nữa nha. Bây submit nữa đôi khi nó có câu nào sai thì nó phải còn có 9 chấm mấy thôi. Mà các bạn cũng vậy, khi mà các bạn đã làm được 10 rồi á thì đừng làm nữa. Làm nữa nhiều khi mình quên á, mình nhầm cái câu nào đó là nó xuống còn có 9.3 thì phải. Mà cứ như vậy mình làm hoài nó không ra, có nhiều khi mình làm hoài nó không được. Thì rồi, như vậy thì khi mà bạn lướt qua một lần, bạn làm xong những cái câu mà dạng mà chọn như thế này nè, nếu bạn chọn đúng thì nó là tích xanh, còn nếu bạn chọn sai thì nó tích đỏ, thì lần sau mình trừ cái câu đó ra. Mình làm 3 lần thì chắc chắn sẽ có một lần đúng. Lần thứ 4 là đúng, bởi vì nó có 4 câu à. Chọn hết câu này đến câu kia chắc chắn đúng. Như vậy thì làm đi làm lại thì mình sẽ có được câu đúng. Chỉ có trường hợp lần thứ 2 bạn chọn đúng vô cái câu mà trả lời sai lúc nãy thôi thì nó mới không ra. Cho nên là khi mà các bạn làm xong, các bạn nhớ lưu lại lần đầu tiên các bạn làm. Các bạn nhớ lưu kết quả lại, câu nào đúng, câu nào sai. Rồi, đến lần làm thứ 2 thì những cái này nó trả về giống như chưa làm.
Nhưng khi các bạn làm xong, các bạn submit rồi á, thì nó báo cho mình biết câu đó sai hay câu đó đúng. Cái câu chọn này nè, sai hay đúng. Như vậy giả sử chỗ này thầy chọn là wrong. Đó, thì khi mà thầy submit thì cái câu wrong này nó sẽ sai và nó sẽ báo dưới này là fail, nó đánh dấu chấm đỏ, dấu chéo đỏ. Như vậy lần sau mình đừng có chọn là wrong nữa, mình chọn cái khác. Nhưng mà để nhớ được á thì các bạn có hay xài cái add in, plug in của Chrome hoặc là của Microsoft Edge hoặc là của Safari không? Cái mà thầy đang nói với các bạn là chụp màn hình. Có dụng này không? Rồi, ví dụ thầy chụp từ trên xuống dưới. Chụp hết nguyên màn hình luôn. Giả sử đây là kết quả mà các bạn submit rồi nha, thì nó sẽ báo với các bạn là câu nào đúng, câu nào sai. Được chưa? Còn này thầy chưa submit cho nên nó không có kết quả. Khi mà các bạn submit rồi thì nó cho các bạn biết câu nào đúng, câu nào sai, các bạn bỏ qua bên. Kéo bỏ qua bên. Rồi làm lại lần hai. Như vậy mình so sánh được kết quả chưa? Những câu mà nó chết như thế này nè, mà mình đã làm đúng rồi là tự nó lưu luôn, mình không cần làm nữa. Bởi vì lần sau khi mình vào lại nó cũng đánh cái dấu chích xanh rồi. Mình chỉ làm những câu sai thôi. Cho nên cứ mỗi lần mà các bạn làm đúng được một câu là nó hạn chế cho mình, nó ngắn lại chút. Chủ yếu là mấy cái nút này nè, là nó trả về ban đầu. Thì mình nhớ mấy cái câu này thôi. Còn nếu không nhớ thì nhìn bên này, đúng sai gì mình biết. Đó. Như vậy thì các bạn làm N lần cũng không có quá khó. Không có quá khó để mà các bạn bác. Được chưa nào? Và đến thời điểm này, đây là lớp của mình là học buổi đầu tiên. Nhưng mà có một lớp khác cũng đã học hôm trước rồi, mới một buổi thôi. Mới một buổi thôi. Thì thầy không biết là các bạn bằng cách nào. Các bạn bằng cách nào. Nhưng mà các bạn rất là hay. Đây, các bạn rất là hay. Mới học một buổi nha. Và thầy làm cái Padlet này để cho mọi người chụp hình cái tiến độ của các bạn đã thực hiện lên đây. Đó, thì các bạn thấy là mới có một buổi sau. Bằng cách ABC nào đó thầy cũng không biết. Nhưng các bạn đã làm gần như full rồi. Và nếu như vậy, điều kiện tiên quyết của mình, Padmo, là làm xong 8 bài quiz này. Và mọi người đã làm xong rồi. Và yên tâm rồi. Nó thế thôi. Và chỉ có nhiệm vụ là cùng thầy để xây dựng bài vợt cho nó hay. Mà các bạn phải để tâm thế của mình vô. Mình cứ nghĩ là mình đang đi làm. Mình soạn một cái thư. Mình soạn một cái email. Hoặc là ngày mai là ngày sinh nhật của mình. Mình thiết kế một cái thiệp. Mà mình muốn là gửi cho cả lớp của mình ngày mai đến dịp sinh nhật. Mà mỗi bạn một cái mail riêng. Mỗi bạn một câu chào riêng. Mỗi bạn một lời nhắn nhủ riêng. Thì tự nhiên các bạn sẽ làm tốt nhất có thể hơn. Và khi mà các bạn làm tốt nhất rồi thì 10 điểm thầy cũng không có ngại gì mà ghi nhận cho các bạn. Thế thôi. Cũng khá là đơn giản. Cho nên là chúng ta bắt môn cũng không có quá khó. Đó, đa số là mọi người làm rồi. Giống như là bạn ở đây là 36V là chỉ mới làm 3 bài. Như vậy là vượt tiến độ rồi. Không, tiến độ của mình thì sẽ cứ mỗi tuần một bài. Nhưng mà các bạn làm như vậy thì yên tâm, khỏe. Nhưng mà bạn này mới là nguy hiểm nè. Cứ ngỡ rằng mình đã làm xong. Nhưng mà có một bài 93% bị sai có một câu duy nhất nè. Đó.
Thì chỗ này thầy đã lưu ý với bạn là chú ý quyết 4 cần làm đủ 100%. Thì chủ yếu chỗ này thôi. Đó. Các bạn hay bị trường hợp đó lắm. Cứ nghĩ mình làm xong rồi. Nhưng mà khi hệ thống check lên thì các bạn thiếu. Mà thiếu như vậy bên kia là 99%. Các bạn chỉ thiếu sai có một câu duy nhất thôi. Đó. Như vậy lúc mà các bạn làm thì hết sức chú ý chỗ này. Được chưa? Nội dung môn học của mình khá nhẹ. Điều kiện tiên quyết của mình là 8 bài quiz. Các bạn phải đảm bảo 100%. Có thời gian làm thêm cái bài test final. Test final 60 câu. Và một cái nữa là các bạn làm cái bài tập lớn đi, mình cho là bài tập lớn Word, bài tập lớn Excel. Thì các bạn pass được hai cái bài tập lớn này trên 5 là được. Và một cái điều kiện rất quan trọng nữa là điểm danh. Chúng ta chỉ có 12 buổi và chỉ được phép vắng 20% là 2,4 buổi. 20% là 2,4. Vậy tối đa là 2 buổi thôi. Hôm qua buổi thứ ba là hơn là 36 rồi. Đó, cho nên là mình vắng tối đa là 2 buổi. Những điều kiện đó mình mà đã ok thì xong. Và cái điều lưu ý nữa, giờ học online K10 theo các bạn mấy giờ? Gần sáng như 12 giờ đêm. K5 là 5 giờ rưỡi chiều. K6 là 7 giờ rưỡi. Vậy K7 là 9 giờ rưỡi. K8 là 11 giờ rưỡi. Cho nên cái K10 này thôi bỏ qua đi. Đừng quan tâm. Chứ đừng có kêu là thầy ghi K10 là đúng K10 em dạy em học nha. Không quan tâm. Và cái giờ học online này là các bạn tự lên CMS để các bạn làm bài. Tự lên CMS để các bạn học qua các video mà thầy nói lúc nãy và tự làm bài quiz này thì chúng ta gọi là giờ học online. Còn cái giờ remote là cái giờ mà thầy lên lớp cùng các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta 15 tháng 9 thầy đang ngồi đây với các bạn. Tiếp tục thứ bảy chúng ta gặp nhau. Và tuần sau cũng thứ năm thứ bảy chúng ta có mỗi tuần 2 buổi để gặp nhau. Trên hệ thống sẽ tự ghi nhận. Các bạn hồi tối có một số bạn của cái lớp hôm trước nói thầy ơi em có lên em học rồi nhưng mà em kiểm tra lại điểm danh trên hệ thống vẫn để em vắng. Các bạn không quan tâm, các bạn chỉ quan tâm đến các buổi này của thầy. Có tổng cộng là 12 buổi. Và các bạn đừng có vắng quá 2 buổi trong số 12 buổi này là được. Còn cái giờ học online này hệ thống sẽ tự lên cho các bạn. Không cần quan tâm. Các bạn cứ có vô xem video, có làm bài trắc nghiệm là được rồi. Đến cuối môn là auto điểm danh. Mình chỉ quan tâm đến 12 buổi mà gặp thầy thôi. Dễ không? Nhẹ nhàng ha. Bài trắc nghiệm khá nhẹ, các bạn cứ làm đi, làm lại, làm đi làm lại. Có một số bài Excel các bạn muốn làm được các bạn phải tải file về. Ví dụ như bài 4 người ta yêu cầu các bạn tải file về. Thì khi các bạn tải file thì trong đề sẽ có hỏi rằng cái ô này nè, OG16 nè, giá trị là bao nhiêu? Vậy lúc này các bạn muốn có G16 thì các bạn phải làm G5. Bạn phải làm H5, bạn phải làm Y5. Các bạn copy công thức ra. Lúc đó bạn mới có
G16 mới có giá trị chỗ này để điền vào bài trắc nghiệm. Ha, như vậy thì các bạn sẽ hoàn thành được cái bài tập mà nó có Excel bên trong. Được chưa? Thực ra Word Excel khá là dễ, cho nên là đa số mọi người làm được hết rồi. Chủ yếu thầy cùng với các bạn ngồi đây là làm sao mình ứng dụng cái Word Excel vào thực tế một cách tốt nhất. Cái Word bây giờ đa số mình biết hết rồi. Excel những hàm cơ bản như là tổng, rồi lớn nhất, nhỏ nhất, rồi if, sum if, vlookup, hlookup, thì mình chỉ vòng mấy cái công thức đó thôi. Còn nếu mà mấy công thức về cơ sở dữ liệu, về data, thì khi nào mà chúng ta xài đến thì chúng ta mới quan tâm, còn nếu không thì thôi. Đó là Excel nâng cao rồi. Đó. Ok, như vậy nội dung của chúng ta khá là đơn giản ha. Có bạn nào hỏi gì về cái phần nội dung của môn học không? Rồi, bạn nào làm xong thử cái của mình thì tí nữa thầy cũng tạo cho các bạn một cái tablet giống như lớp buổi hôm trước. Để các bạn lên, các bạn cũng chia sẻ cái kết quả của mình. Hôm nay mình làm chỉ mới được một câu cũng được, một câu thôi nhé. Không nhất thiết là phải 100% để xác nhận rằng mình đã vào được hệ thống CMS thôi, chứ chưa cần phải 100%, bởi vì mình còn làm được đến N lần nữa mà. Hả? Không lo gì hết. Rồi các bạn cứ làm đi, tí nữa thầy sẽ tạo cho các bạn một cái tablet để các bạn vào up mình lên.